À, chúng ta lại đến với lại cái coaching buổi sáng Việt Á hôm nay. Buổi sáng Việt Á. Thì Thảo như nước cống như đúng không? Giờ là mua hay bán hay mua à, hệ thống của chúng ta mua hay bán hay mua phải là cái một cho nó nhịp nhàng chạy nước đài bởi xuống chung đó là xuống qua thì có nhiều câu chuyện rồi. Bây giờ H1 thì còn độ 3 phút nữa là đến điểm gần nhà của mình là 9 giờ rồi. Cảnh khuya chưa vẽ, người đang ngủ. Mình xuống cạnh bên. Lúc này à đi 25 tiếng ở 42. Bán cái gì nữa? Bên thành cháu dụ tốc độ như vậy ví dụ tốc độ em thích bắt đáy đúng không cần là cần chú đáy 2 phút nữa mua cái gì bằng 2 phút nữa và bạn không biết đâu quá ngon hôm qua mình đi đâu mà không vào buổi tối hôm qua theo dõi một phút nữa xem cũng là chẳng biết là ta có H1 và cây đến một dưới có điểm ngồi trong xin chào đậm đà chưa bán rồi tôi thì tôi bán xem cảnh này 0199 0199 0199 sao xin chào. Hôm qua ai theo dõi thì ấn số 1 nhé. Bán rồi. Tôi còn bán cái này. Cái chèn đặt số 3. Bắt bắt cái bắn đáy. Bắt đáy. H1. Bắt đáy là H1. Hôm qua coaching ấy, ai hôm qua coaching chúng ta theo dõi chúng ta comment số 1 cho tôi cái. Qua có gặp nhau không? Qua hôm qua có không biết cảnh hôm qua không? Qua có cảnh tạm lợn đúng không? Hello, hello, buổi sáng tin gì đây? Qua cảnh của bảo mình. Qua chương trình được tài trợ bởi Erante.
theo như là các bạn ấy thì các bạn thường là các bạn sẽ thích bắt đáy đúng không? Nào 0199 nào. Vâng, theo thì các bạn, thích bắt đáy. Nhưng mà ở những ngày nó bắt đáy thì nó có thể ăn. Nhưng mà chúng ta thì hạn chế. Qua cảnh hôm qua, có ai theo dõi cảnh hôm qua không? Mai mai hả? Buồn chán anh hôm nay vào một tí không, anh phải họp vào làm cái này để coaching để họp. Đấy, nhiều người thích bán đúng không? À, thích mua đúng không? Tôi không, tôi vẫn bán bình thường. Thái Nguyên ngập sâu. Hôm qua ai theo dõi live đến khuya nào, ai theo dõi live stream đến khuya quả lại thỉnh 4 tiếng đồng up rồi đấy, lên rồi đấy. Có lên nhá, tôi vẫn áp bình. Và nói chung là coaching hôm qua khá thú vị, đừng quên Udemy, đừng quên cái coaching đấy, đặt lên Udemy đấy và áp vào cái đấy khá thú vị đấy. Đây có cái nào. Đây gọi khóa. Và cũng có up nói nhiều về cái video này. Đó. 4 tiếng đồng hồ. Đó. Cái cảnh này là cái cảnh mà chúng ta theo dõi. Nhưng mà nhiều nhiều bạn cũng sẽ học được rất nhiều điều. Nếu ai va vào cái livestream thì các bạn sẽ học được cho những chương trình rất nhiều. Đó. Xuống. Hello anh em, vẫn tìm thấy nhau được rồi. Anh em ở bên bên kia sang ấn số 1 đi ạ. Nhiều ông thích bắt đáy đúng không? Nhìn cái này thích bắt đáy đúng không? Hôm qua cái bài hôm qua là chúng ta học được nhiều điều, nhiều điều. Đúng không? Đúng. Bây giờ chúng ta chèn được ở các vùng 01 này, chèn phát nữa này, về 99 ta cắt hết rồi. Đấy. Có chèn tiếp về 01. Khi mà chèn tiếp về 01 đấy là chúng ta sẽ về 99 này là gì? Vững chắc phải cắt hết này. Đó là bán tiếp khi đúng, bán tiếp khi đúng. Đấy, coaching là coaching cái đó. Nào, comment 99 là 96 nào. Comment 9996 nào. Comment 9996. Nay tôi làm cái video này, sau đó là tôi đi họp.
96 giờ về là cắt hết xong nghỉ ngơi hôm nay rồi. Hôm qua là hôm qua có mấy tiếng like nên chúng ta sẽ học được rất rất nhiều. Sứ mệnh là gì? Comment đi, sứ mệnh là gì nhỉ? Comment đi cho nào. Sứ mệnh là gì để comment đi cái này. Thank you. Hôm nay là thứ ba. Hôm thứ tư 12 tháng 6 là bay là 2 giờ 15. Tức là tức là đêm nay đấy nhỉ, đêm nay là 13, bây giờ 11, đêm nay là 13, ok đêm nay bay rồi rồi đấy, ra đi trong sự 01 là 99 đi đúng không, đấy điểm vùng 99. Cảm ơn mọi người nha, một số ông hôm qua thức khuya quá nhớ dậy được đúng không? Buổi sáng hôm nay thế thôi. Chúng ta đã chúc mừng nhau nào, chúng ta comment cho tôi số 22 nào, 22 chúc mừng nhau nào, 22 chúc mừng nhau là ai hôm qua ở, hôm qua nào, ai hôm qua tiếp tục theo dõi nào, đi làm rồi, giỏi, rồi xin chào, chốt, đúng không, ra đi trong sự lịch thiệp, hôm qua ông nào, đây ấn số 2 đi, 22 đi, 22 đi, đấy, mày cứ tham bắt đáy đi, 99 không, 6, 99, 96, nào comment 9996 đi ạ. Đấy. Lại chốt chốt. Hôm nào nó nhanh như thế. Hôm qua là 4 tiếng. Thì nói các ông một số thằng là chỉ đi già rồi đấy. Nhưng mà cái bài phải yên tâm. Nhá. Hôm qua cái bài coaching ấy nó khá thú vị đấy. Nếu anh em xem. 4 tiếng đồng hồ. Ngồi xong rồi canh xong rồi sẽ học hành xong rồi bảo nhân viên canh cùng xong rồi. Theo dõi sáng nay nó mới ngon. Đó. Xong 1 này, 99 này, 96 này. Nhiều cậu cũng muốn bắt đáy mà đừng. Tôi không nên làm cái việc đấy. Đấy. Đấy thì hôm qua cái bài học của chúng ta nó cũng nhiều. Thi thoảng có những cái cú như thế học thêm nhiều. Đúng không? Bán thật lực. Qua là bán thật lực. Rồi. Sau khi nó về 99 ấy là đấy, chốt, ra đi trong sự lịch thiệp đúng không? Nhưng hôm qua học được nhiều không? Hôm qua học được nhiều không? Qua học được nhiều không? Qua học được nhiều. Bán này là bán dưới đáy, bán gọi là bán khi đúng, đúng không? Mua khi đúng, bán khi đúng mình tình tận. Anh em chịu khó xem. Tốt. Ra đi trong sự lịch thiệp. Thế nên là sẽ nhiều thằng nó vào nó sẽ trái kèo, cái thằng đầu tiên vào kia nó cứ đòi mua đúng không? Thầu mua nó cũng thế, mà bán nó cũng thế. Nhưng mà chúng ta phải bán theo cái như nó là đấy, cái tập trung với như nó là đấy. Rồi chúng ta có 0099 rồi nhá. Rồi nhá. Ra đi trong sự lịch thiệp đúng không? Ra đi trong sự lịch thiệp, cái gì đừng quên Udemy nhá, phát phát sáng nhá, ok, rồi thank you mọi người đừng quên là Udemy đúng không? Đấy ok, xin được cảm ơn mọi người, chúng ta xin vào.